Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu. Đến với chương mục đọc truyện đêm khuya đêm nay thì mời quý vị sẽ cùng Hồng Nhung thưởng thức tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội và hành động gay cấn có tựa đề Sóng Ngầm. Bộ truyện nằm trong series truyện dài kỳ tâm lý xã hội có tựa đề Gì Ghẻ của tác giả trẻ và tài năng Trường Lê. Ngay bây giờ gửi đến quý vị và các bạn tập 13 của bộ truyện hấp dẫn này. Vẫn như thường lệ thì mời quý vị sau khi nghe xong truyện, chúng ta bấm like cũng như đăng ký kênh để có thể theo dõi những tập tiếp theo sẽ được phát hành vào khung giờ này của ngày mai. Gửi đến quý vị và các bạn tập 13 ngay sau đây. Phần 73. Hắn vẫn còn sống. Anh Huy, anh về rồi à? Huy trêu giật mình khi nghe thấy giọng của Nam. Lúng túng, Huy đáp. Sao cậu lại ở đây? Đây là nhà mà anh thuê cho em ở. Xem không ở đây được. Anh vào nhà đi. Vết thương ngấm vào lại dỉ máu ra rồi cơ kìa. Huy Châu bước vào trong nhà, bắt gặp ánh mắt của chị Chi khiến Huy Châu có phần ngượng ngùng. Cô gái con chị thấy có tiếng động thì tỉnh dậy. Nhìn thấy Huy, con bé trở lại hỏi. Sao người chú ướt hết thế này? Chú đi mà không đem theo áo mưa à? Chị Chi lấy khăn khô đưa cho Huy. Tiếp đó chị mở tủ lấy một bộ quần áo mà mấy hôm trước Nam mua cho Huy Châu để sẵn trên bàn. Chị Chi nói ấp úng. Anh lau người cho khô rồi mặc quần áo này vào, càng bị cảm. Huy Châu thở dài nhìn Nam khẽ nói. Mất hết rồi. Sao lại là mất hết? Anh vẫn còn nhiều hơn anh tưởng đấy. Thôi, thay quần áo đi rồi chúng ta nói chuyện tiếp. Em cũng có việc muốn nói với tất cả mọi người. Huy Châu đi vào trong nhà tắm rồi đóng cửa lại. Nam thoáng thấy chị Chi nhìn theo Huy. Nam hỏi. Chị Chi này, nếu bây giờ anh Huy không còn lại gì cả, thậm chí nhiều khả năng sẽ liên lụy đến cả chị, thì chị có dám giúp anh ấy nữa không? Chị Chi trả lời. Trước đây tôi từng rất lo sợ anh ta sẽ khiến cho các con tôi gặp nguy hiểm. Nhưng từ lúc anh ấy quay lại để cứu mẹ con tôi đã thấy anh ấy không phải người xấu. Chỉ là tôi không có khả năng để giúp đỡ cho anh ấy, mà còn là gánh nặng cho anh ấy nữa. Mẹ con tôi sẽ rời khỏi đây. Huy Châu mở cửa bước ra. Huy nói. Các người chưa thể đi được. Hiện tại vẫn còn rất nguy hiểm. Cố gắng đợi thêm một chút thời gian nữa tôi sẽ tìm cách. Không, chị nói đúng đấy. Mọi người phải đi khỏi đây ngay lập tức. Nơi này không thể ở được nữa rồi. Họ phải tự lo cho mình thôi. Huy Châu gắt. Mày nói thế là sao? Ý mày muốn đuổi ba mẹ con họ đi. Có phải do tao đã xa cơ, không còn gì nên mày... Cả anh cũng phải đi. Hãy về quê đi. Bỏ lại tất cả mọi thứ ở nơi này và về quê sống một cuộc sống bình thường. Chẳng phải anh có một ngôi nhà thái bình hay sao? Đã đến lúc dừng lại rồi đấy anh Huy ạ. Tại sao? Tại sao đến cả chuyện này mày cũng biết? Đến nước này em cũng không giấu anh nữa. Thực chất việc em tiếp cận anh là có mục đích của mình. Anh còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau trong con hẻm đấy chứ? Tất cả đều là kế hoạch của em đã được lên để bẫy anh, để em có thể tiếp cận anh. Huy Châu sững người. Huy hỏi lại. Nhưng mày làm thế là vì mục đích gì? Mày là công an à? Thành Hưng. Mục đích chính của em là giết Thành Hưng. Và em là một sát thủ. Bất giác Huy Châu đứng dậy lùi lại, rồi che chắn lấy mẹ con chị Chi, lúc này cũng đang há hốc mồm kinh ngạc. Nhưng sự thật này mới lý giải được hết những khúc mắc trong lòng Huy bấy lâu nay. Từ bản lĩnh cho đến võ nghệ, cả cách tính toán, lên kế hoạch, trí óc, suy luận sắc bén. Một thằng nghiện không thể nào có thể làm được như vậy. Huy đã từng nghĩ Nam là công an ngầm, nhưng với ngón tay và vụ nổ tại Monaco thì đã chứng minh Nam không phải cớm. Tuy nhiên có nằm mơ, Huy Châu cũng không dám nghĩ Nam lại là một tay sát thủ. Một tay sát thủ với tuổi đời còn trẻ măng. Huy Châu nuốt nước bọt khi nhớ lại những lần Nam giải nguy cứu tính mạng của mình. Cái cách mà Nam hạ gục những đối thủ luôn gọn gàng, chớp nhoáng. Huy Châu lắp bắp. Tao không biết tại sao mày lại muốn giết Thành Hưng. Nhưng nếu mày định giết tao, thì một mình tao sẽ chịu tất cả. Đừng làm hại đến mẹ con họ. Anh bình tĩnh lại đã. Thứ nhất, nếu em muốn giết Thành Hưng, thì anh đã chết ngay hôm ở Hải Dương rồi. Thứ hai, người em tìm kiếm là Thành Hưng chứ không phải anh.
anh chỉ là một nhân vật phụ đưa em vào bên trong Thành Hưng thôi. Thứ ba, em ở đây là để giúp mọi người. Ngồi xuống đi. Huy Châu vẫn còn nghi ngại. Huy nói, Thật chứ? Cậu sẽ không giết chúng tôi? Công việc của em đã dừng lại, em không còn quan tâm đến Thành Hưng nữa. Nhưng vì anh là một người sống có tình với anh em, lại thêm ba mẹ con chị Chi không may vướng vào rắc rối này, em nghĩ việc anh còn sống mà vẫn xuất hiện ở đây sẽ khiến cho kẻ thù cảm thấy khó chịu. Nhìn anh đi bộ trong cơn mưa về đến đây, em đoán có lẽ Thành Hưng cũng đã rời bỏ anh rồi. Bởi vì bản chất của Thành Hưng chỉ là một kẻ tiểu nhân. Huy Châu cúi gằm mặt xuống im lặng. Nam nói không sai. Hối hận nhất của Huy Châu chính là không nhìn ra được bản chất ấy. Cho nên tận phút cuối Huy mới vỡ ra bao năm qua mình đi theo một kẻ chỉ biết mưu cầu cho lợi ích cá nhân. Kết cục cuối cùng, Thành Hưng đã đẩy toàn bộ những người anh em thân cận bên Huy Châu vào con đường nguy hiểm. Có người đã chết sau cuộc đụng độ tại khu vực đường tàu. Nắm chặt bàn tay lại, Huy Châu giận đến run người. Huy đáp, cậu nói đúng, hắn đã bán đứng tất cả. Loại ham sống sợ chết như hắn đã biến khỏi đây rồi. Tôi và anh em của tôi, kẻ chết, người bị thương, giờ đây cũng đã không còn chỗ nào để đi nữa. Về chuyện này em có thể giúp anh, nhưng em chỉ giúp được anh thôi. Còn ba mẹ con họ, em không giúp được. Huy Châu đập tay xuống bàn quát lớn. Nếu vậy thì tôi không cần sự giúp đỡ của cậu. Họ là những người đã cứu mạng tôi, cứu mang tôi từ khi gặp nạn. Nay tôi không thể vì bản thân mà bỏ họ lại được. Chỉ cần thằng Huy này còn sống, sẽ không ai có thể động vào họ, dù chỉ là một cọng tóc. Nam nhìn chị Chi mỉm cười. Chị nghe rõ rồi chứ. Thế cho nên chị đừng mặc cảm hay suy nghĩ quá nhiều. Có thể người trong cuộc vẫn còn mập mờ, nhưng người ngoài cuộc như em đôi khi nhìn sự việc lại rõ hơn. Chị và các cháu cũng cần có một nơi để dừng chân. Anh Huy thì cũng muốn báo đáp ân tình. Mà không, theo như em thấy thì anh Huy có tình cảm với chị và hai cháu. Hai người ấy đi khỏi đây đi. Huy Trung ngờ ngác. Vậy là sao? Vừa rồi em nói thử anh thôi, cũng là để cho chị Chi thấy được tình cảm và sự quan tâm của anh đối với chị ấy cùng hai đứa bé. Chẳng phải anh đã từng nói anh muốn có một ngôi nhà cho bốn người ở cùng là gì? Đã đến lúc anh biến điều đó thành sự thật rồi đấy. Đúng lúc đó bên ngoài có tiếng mở cổng. Huy Châu lo lắng vì sợ kẻ thù tìm đến, nhưng Nam thì vẫn bình thản. Nam nói, không phải kẻ thù đâu, là bạn của em. Anh ta đem đến cho em một thứ mà em nghĩ sẽ cần. Người bước vào trong nhà không ai khác chính là Đen. Đen xách theo một cái túi du lịch. Nhìn Đen, Huy Châu cũng ngờ ngợ ra cái người mà đã đánh đuổi, dồn ép mình vào con hẻm đêm ngày hôm đó. Huy Châu chỉ tay. Là mày? Đen không để ý đến Huy Châu, đặt cái túi xuống cạnh Nam. Đen nói, chú mới tính làm trò gì đấy? Xin lỗi vì đã làm phiền anh, nhưng sự việc gấp gáp nên không còn cách nào. Cầm cái túi đặt lên bàn, Nam mở ra. Bên trong có rất nhiều tiền. Đầy áp túi là đủ các loại mệnh giá từ 100 cho đến 500. Có những cọc 500 xếp cứng ngắc như viên gạch. Huy Châu vẫn chưa hiểu ý của Nam là gì. Nam nói, số tiền này là của anh. Hãy cầm số tiền này rồi về quê để lo cho mọi người. Tiền này là tiền của cậu á? Không, nó là của Thành Hưng. Và tất nhiên nó là phần của anh sau bao năm cống hiến cho cái lão già đó. Chỉ là vô tình em nhặt được và giữ lại thôi. Giờ em trả lại cho anh. Anh cùng với mọi người sẽ cần dùng đến nó đấy. Có thể sau này chúng ta sẽ không còn gặp lại nhau nữa. Giờ anh không còn một mình, hãy luôn nhớ như vậy. Có những thứ mất rồi không thể tìm lại được đâu. Tạm biệt. Nam nhìn Đen rồi gật đầu ra hiệu rời khỏi ngôi nhà trọ. Huy Châu vẫn còn bất ngờ trước những thứ mà Nam làm cho mình. Huy Châu nói, tại sao cậu lại làm như thế? Chẳng phải cậu thù ghét Thành Hưng hay sao? Tôi còn là tay chân của hắn nữa. Oan có đầu, nợ có chủ. Thành Hưng là kẻ đã lập mưu bắt cóc tôi, để rồi bố tôi phải chết trong vụ nổ kinh hoàng đó. Nhưng rốt cuộc hắn cũng chỉ là tay sai của tên Ngoạn. Ngoạn đã chết, bố tôi cũng đã chết. Dù có giết Thành Hưng thì tôi cũng không thay đổi được gì. Ngược lại con gái và vợ của hắn sẽ lại sống trong đau khổ như tôi từng vừa trải qua. Kết thúc được rồi. Tôi làm điều này không chỉ vì anh, mà còn vì mẹ con chị Chi nữa. Những đứa bé cần có một cuộc sống tốt hơn. Chỉ mong anh trân trọng họ.
tôi đi đây. Khi mà Nam gần bước chân ra khỏi cửa thì Huy Châu nói với giọng run run. Ngoạn, tên Ngoạn mà cậu nói, hắn vẫn còn sống. Phần 74, âm mưu, thâm độc. Đứng sững lại ngay trước thềm cửa, Nam không tin vào những điều mà tai mình vừa nghe được. Không quay lại, Nam hỏi, anh vừa nói cái gì? Huy Châu nhắc lại một cách chậm rãi và rõ ràng. Ngoạn, kẻ mà cậu vừa nhắc đến vẫn còn sống. Đôi lông mày cau lại, hai đường gân xanh khẽ co giật nơi thái dương. Nam nhìn thẳng mặt Huy Châu gằn giọng, anh biết anh đang nói đến kẻ nào chứ? Huy Châu nhìn Nam lúc này cũng thấy ớn lạnh. Cũng đã biết Nam được một thời gian, nhưng có lẽ ngay bây giờ Huy Châu mới hiểu tại sao Nam lại là sát thủ. Ánh mắt của Nam đang tỏa ra một sát khí khiến cho người đối diện phải run rẩy. Huy Châu nói tiếp, Nếu như người mà cậu nói đã từng là đại ca của Thành Hưng, là kẻ giết ông chủ của mình, và là kẻ có mặt trong vụ nổ năm đó, Thì tôi chắc chắn hắn vẫn còn sống. Bởi vì sáng nay hắn đã có mặt tại công ty, và chính hắn đã cướp hết tất cả từ tay Thành Hưng. Hắn chỉ nói vài câu đã khiến cho Thành Hưng run rẩy bỏ cuộc. Nam không thấm tin vào điều này. Không thể nào, chẳng phải hắn đã chết trong vụ nổ đó rồi hay sao? Quay lại nhìn Đen, từ nãy đến giờ Đen vẫn rất rừng rưng. Đen đứng tựa mình vào cửa, không quan tâm đến câu chuyện mà Huy Châu vừa kể. Nhìn ánh mắt của Đen, Nam hiểu Đen cũng đã biết gì đó từ trước. Với thông tin, mạng lưới luôn nắm bắt tình hình vô cùng nhanh. Chuyện này là có liên quan đến Thành Hưng. Không lẽ nào Đen lại không biết? Bước lại đối diện với Đen, Nam nói, chuyện anh ta vừa nói có đúng như vậy không? Đen nhìn thẳng vào mắt Nam rồi trả lời, đúng thì sao, mà không đúng thì sao? Chuyện này có liên quan đến chú mày nữa à? Nên nhớ, chú mày là người tùy ý chấm dứt giao kèo. Giờ chú mày nhìn anh bằng ánh mắt như thế, anh đang phạm sai lầm với chú mày nhỉ? Nam nghiến răng đáp, nhưng hắn là kẻ ra tay giết bố tôi. Điều đó không liên quan đến anh mày. Sau khi chú mày từ bỏ công việc, thì anh đây cũng không có trách nhiệm phải thông báo tình hình nội bộ của Thành Hưng cho chú nữa. Giờ Thành Hưng đâu còn liên quan đến chú mày nữa đâu. Thế nên kẻ tiếp quản Thành Hưng hiện nay có là ai cũng không còn liên quan đến chú mày nữa. Bài test của chú mày đã xong xuôi. Nam không thể nói lại được câu nào, bởi Đen không sai. Chính Nam là người hủy giao ước trước. Nam nói, tôi sẽ giết hắn. Nhanh như trước, Đen túm lấy cổ áo Nam kéo lại. Đen nói, nếu như chú mày là người đã chứng kiến toàn bộ sự việc năm đó, thì chắc chắn chú biết hắn là người nguy hiểm như thế nào. Có thể hiện nay chú rất giỏi trong việc lấy mạng người khác. Anh mày không phủ nhận, kể cả anh mày bây giờ cũng không phải đối thủ của mày. Nhưng vẫn là một câu quen thuộc, thế giới ngầm không phải trò chơi một mình. Hãy nghĩ lại xem, khi chú mày bước những bước chân đầu tiên vào cái thế giới xám xịt này, đã có bao nhiêu người phải chết. Cái chết luôn rình rập, và nó sẽ không tha cho bất cứ kẻ nào mềm yếu. Đúng vậy, Ngoan vẫn còn sống. Kẻ đã giết bố của chú mày vẫn còn sống. Không chỉ vậy, hắn còn là một kẻ lọc lõi, khôn ngoan. Khi 5 năm qua hắn chấp nhận, hắn đã chết, để rồi bây giờ mới xuất hiện. Tất nhiên, hắn không phải là một thằng nhóc mới chân ướt chân ráo, tự phụ về bản lĩnh mình đang có, để ai cũng muốn giết. Giết người bằng miệng không khiến kẻ thù chết đi đâu. Thanh niên à, nghĩ xem, tại sao chỉ mới lộ mặt, hắn đã gần như thâu tóm toàn bộ cái thế lực hiện nay. Đừng nói là giết hắn, hiện tại với khả năng của chú mày, muốn tiếp cận hắn còn không thể nào. Hắn không phải là Thành Hưng. Hắn là kẻ đã giết chết cả hai ông chủ. Một trong số đó là bố của chú. Hiểu rồi chứ? Có vẻ như những năm tháng trong rừng đã cho chú mày một khả năng vượt xa tưởng tượng của anh. Nhưng cũng lấy đi của chú mày cái gọi là suy nghĩ chín chắn rồi. Nếu không muốn chết vô nghĩa, thì đừng có làm điều gì dại dột. Đen thả tay ra rồi bước ra bên ngoài. Huy Châu nghe xong cuộc nói chuyện mới khẽ hỏi, vậy có nghĩa là
bố cậu cũng chính là một trong hai ông trùm bị chết năm đó. Cuộc thanh trừng cho đến tận bây giờ, ai ai trong giới giang hồ đều nhắc lại, nhưng mà câu chuyện không thể nào quên. Tôi có thể giúp gì cho cậu được chứ? Nam nhìn chị Chi rồi nhìn sang Huy Châu, Nam nói: không, chuyện của mọi người đến đây là xong rồi. Hãy làm như lời tôi nói, đưa hai đứa nhỏ rời khỏi đây, bảo trọng. Dứt lời, Nam cũng rời khỏi khu nhà trọ. Huy Châu nhìn chị Chi: thu xếp đồ đạc rồi chúng ta đi. Chị Chi ấp úng: nhưng còn... em cũng nhìn thấy những điều mà cậu ta làm rồi đấy. Trước nay anh vẫn nghĩ mình là một tay giang hồ dữ tợn, nhiều kẻ vừa khiếp sợ. Nhưng đứng trước những kẻ này, anh thấy mình quá nhỏ bé. Bọn họ khiến cho anh cảm nhận được mình có thể chết chỉ sau tích tắc. Không chỉ Nam hay tên mặt sắt kia, mà cả tên ngoạn, bọn họ đều là quái vật. Cậu ta biết rõ điều này nên không muốn anh vướng vào nguy hiểm. Hơn nữa giờ đây anh cũng đã có mục tiêu của đời mình. Em và các con đi với anh nhé. Anh hứa sẽ chăm sóc cả ba thật tốt. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Huy Châu có thể nói ra những lời tình cảm chân thành và mộc mạc đến như vậy. Chị Chi ngượng ngùng đáp: vâng ạ. Bước ra ngoài sân, nhìn về phía cổng vắng, Huy Châu cúi đầu nói: cảm ơn cậu nhiều lắm. Hy vọng sau này chúng tôi có thể báo đáp được ân tình của cậu. Rời khỏi khu nhà trọ, ba mẹ con chị Chi cùng với Huy Châu bắt một chiếc xe đi về quê. Hay đi đâu thì không ai biết. Chỉ biết rằng chắc chắn sau ngày hôm nay, cuộc đời của những con người này sẽ thay đổi. Về phần Nam, quay lại ngôi nhà bí mật vì hy vọng Đen ở đó để nói chuyện một cách rõ ràng hơn. Tuy nhiên Đen không về đây. Trong nhà chỉ có Bối Bối. Nam gọi điện nhưng số điện thoại của Đen giờ đã không liên lạc được. Không có Đen, Nam gần như không có một chút thông tin nào cả. Lúc này Nam mới nhận ra Đen gần như biết mọi thứ về Nam. Còn Nam, ngay cả chỗ ở của Đen cũng không biết. Ngoạn còn sống, chuyện tưởng như khó tin, nhưng chính Huy Châu nói đã gặp Ngoạn. Những điều mà Huy Châu nói không thể nào là nói dối được. Đen cũng xác nhận việc Ngoạn còn sống. Nam suy nghĩ, rốt cuộc thì Đen có liên quan gì đến những chuyện xảy ra trong quá khứ? Mình từng nghĩ hắn là một người quen, hoặc từng là người dưới trướng của bố. Nhưng tuổi đời của hắn chỉ hơn mình có vài tuổi. Xét về thực lực, nếu người như hắn mà là đàn em của bố, thì ắt hẳn mọi người đều sẽ biết. Mình đã nói chuyện với một vài người từng đi theo bố, nhưng không ai biết hắn cả. Nhưng những chuyện hắn đã làm cho mình đến giờ, thật sự không hiểu hắn vì mục đích gì. Hắn nói sau hắn còn có người khác. Chẳng lẽ mấu chốt nằm ở người này? Chắc chắn người đứng sau hắn có liên quan đến quá khứ của bố mình. Bởi vậy mình mới có mặt ở đây. Chưa kể đến Thành Hưng, tại sao lại là công ty Thành Hưng mà không phải là Thiên Nam hay Monaco của Hưng già? Chẳng lẽ chính là vì tên Ngoạn? Rốt cuộc thì kẻ đó là ai? Là bạn hay là thù? Trước giờ chỉ vì nghĩ đến trả thù cho bà ngoại mà mình đã quên đi vấn đề này. Mọi thứ mình làm cứ như một con robot làm việc theo ý muốn của người điều khiển. Chú Đại từng nói có kẻ đang âm thầm phá hoại công việc của chú Đại. Thậm chí có lần chú Đại đã bị đe dọa. Phải chăng kẻ làm điều này là Ngoạn? Không ổn rồi. Nếu như hắn đã chịu ra mặt, thì những người năm xưa khiến cho hắn suýt chết, có lẽ hắn sẽ tìm họ. Chú Đại, Long và cả em gái mình nữa. Nếu chú Đại gặp nguy hiểm, đồng nghĩa với việc bé Hạnh cũng không được an toàn. Mình có nên cảnh báo cho chú Đại điều này không? Tên Đen hiện giờ đã không liên lạc được, mình phải tự lo liệu thôi. Vốt vè Bối Bối, đổ thức ăn ra bát, lấy thêm nước, Nam nói với nó: ngoan nhé, ta đi khoảng 2 ngày rồi sẽ về. Xin lỗi vì đã không chăm sóc được cho mày. Có một lỗ hổng với cửa sau để mày có thể chui ra trong trường hợp ta không quay lại. Thu xếp đồ đạc vào một chiếc ba lô, Nam bước ra khỏi nhà trong ánh nhìn buồn thiu với cái đầu cúi xuống đất của Bối Bối. Chiếc xe phân khối lớn rồ ga biến mất khỏi khu vực con hẻm vắng vẻ. Lão già, thằng nhóc đang di chuyển với một tốc độ khá nhanh. Nó đang đi đâu vậy? Nhìn vào màn hình định vị, người đàn ông khẽ cười. Theo hướng di chuyển thì nó đang đi đến chỗ đó. Hãy cứ để kệ nó,
với bản tính ấy, chắc chắn nó sẽ không chịu ngồi yên một chỗ đâu. Tè nói tiếp. Về còn chuyện của Thành Hưng, ông có biết Thành Hưng hiện giờ đã đổi chủ? Chuyện đó ta đã biết rồi, cậu không cần quan tâm đến việc đó. Việc của cậu bây giờ chính là quay trở lại theo dõi Tay Đại. Gần đây hình như hắn ta cũng đang bắt đầu nhúng tay vào một số chuyện. Khi tất cả các con cá lớn đều chui vào giỏ, khi ấy ta sẽ bắt không sót một con nào. Đen hỏi. Nếu ông đã coi hắn là cái gai cần phải loại bỏ, vậy tại sao không giết Quách hắn đi cho rồi? Người đàn ông kia trừng mắt nhìn Đen khiến Đen lạnh người. Ông ta nói. Giết hắn? Cái chết nhanh chóng thì quá đơn giản và nhẹ nhàng cho hắn. Ta muốn hắn sống để cảm nhận từng thứ, từng thứ mà hắn yêu quý, trân trọng, biến mất trước mặt mình. Chính tay ta sẽ làm cho hắn biết thế nào là sống không bằng chết. Đi đi, chưa có lệnh của ta, nhất quyết không được ra tay bừa bãi. Đen im lặng bước ra bên ngoài, không hỏi thêm điều gì. Cho dù trong lòng đang có rất nhiều mâu thuẫn, nhưng chưa bao giờ Đen dám trái lệnh. 1 giờ đêm, chiếc xe ô tô dừng lại trước sảnh của một khách sạn lớn tại Hà Nội. Đình Sáu quay lại nói với Ngoạn. Đại ca, đến nơi rồi. Phần 75. Thân phận, bí ẩn. Vừa xuống xe, Đình Sáu và Ngoạn đã được người đứng ở sảnh khách sạn đón tiếp. Bước theo người này đến trước một căn phòng hoàn toàn biệt lập. Hai tên mặc đồ đen đưa tay ra trước yêu cầu của Ngoạn và Đình Sáu dừng lại. Một tên nói. Xin lỗi, nhưng làm phiền hai vị cho chúng tôi kiểm tra một chút. Sau khi soát người và không phát hiện được gì có thể gây nguy hiểm, cánh cửa phòng được mở ra. Ngoạn cùng với Đình Sáu bước vào bên trong. Bên trong đã có 3 người đợi sẵn, một người phụ nữ và 2 người đàn ông. Đình Sáu cúi đầu chào hỏi. Chào chị Phụng, chào hai anh lớn. Cảm ơn hai anh đã giúp tôi gặp được chị Phụng ngày hôm nay. Chị Phụng ngước mắt nhìn Đình Sáu cùng với Ngoạn. Chị Phụng hỏi 2 người đàn ông đang ngồi đó. Hai người giới thiệu ai đến gặp tôi thế này? Như đã nói với chị, đây là Cầu Đình, một trong những chi nhánh phân phối hàng của chúng ta tại Hải Phòng. Chị Phụng lờ mắt. Chỉ là một chi nhánh nhỏ, còn con thì có gì đặc biệt? Trước đây thì đúng là thế, nhưng gần đây Đình đã trở thành một tổng lớn trong việc nhập hàng của ta. Chắc chị còn nhớ số hàng hơn 200 bánh heroin cách đây 1 tháng chứ. Là phía Cầu Đình này nhập. Cuộc gặp gỡ ngày hôm nay trước là để ra mắt chị, sau đó chúng ta sẽ bàn chuyện để hợp tác lâu dài. Chị Phụng chắc là hiểu thời gian gần đây lượng hàng xuất ra khó khăn thế nào, phải không? Nhìn Đình Sáu, ông ta tiếp. Ngồi đi. Nếu người kia theo cậu thì mời hắn ta ra. Ở đây không có chuyện quán. Đình Sáu nói. Có lẽ mọi người hơi nhầm lẫn, nhưng đây mới chính là ông chủ của tôi. Tất cả những gì tôi làm từ trước đến nay đều là do ông chủ yêu cầu. Vì một vài lý do nên hôm nay ông chủ mới xuất hiện. Giới thiệu với mọi người, đây là anh Mạn, cũng chính là người đã nhập hàng của mọi người. Chị Phụng đập mạnh tay xuống bàn ngay khi mà Ngoạn vừa được giới thiệu. Chị Phụng nói. Tất cả chúng mày coi đây là trò đùa. Tao không rảnh đến đây để giỡn. Đối diện với bà chủ ma túy, nhưng Ngoạn không hề tỏ ra một thái độ e dè sợ sệt nào. Mặc dù bên ngoài cánh cửa này đang có rất nhiều đàn em của chị Phụng cảnh giới. Khá kéo ghế ngồi xuống, Ngoạn nói. Bà chị hơi nóng nảy quá rồi đấy. Chị có thể không tin tôi, nhưng chẳng lẽ chị không tin luôn cả người của mình? Không biết chị Phụng nghe đến cái tên Kiên Báo có thấy quen không nhỉ? Vừa nhắc đến Kiên Báo, chị Phụng trợn mắt hỏi. Mày là người của thằng khốn đấy à? Số hàng đó đâu? Hai người đàn ông kia bắt đầu thấy khó chịu bởi cách nói chuyện của Ngoạn. Nhưng người mà chị Phụng biết tên chắc chắn không phải dạng vừa. Tất cả đều im lặng nghe Ngoạn nói tiếp. Tôi và Kiên Báo từng làm việc với nhau. Số hàng mà chị nói có phải là 10 kiện hàng tương đương với 1 tấn heroin không? Chị Phụng nuốt nước bọt. Mày đã có số hàng đó? Ngoạn khẽ lắc đầu. Rất tiếc khi khiến cho chị phải thất vọng, nhưng đúng thật là tôi đã từng nhìn thấy số hàng đó. Tuy nhiên sau khi tôi quay lại thì số hàng đó cũng đã biến mất, và phải mất nhiều năm tôi mới biết được đó là hàng của chị. Chị Phụng nhìn Ngoạn hỏi. Rốt cuộc mày muốn gì? Ngoạn mỉm cười, đôi mắt hắn không chút kiêng dè. Hắn trả lời. Tôi muốn hợp tác. Chỉ với một thằng quen
dưới trướng tay trùm khu vực mà đã có thể tiêu thụ một số lượng hàng lớn đến như vậy, thì chị chắc không khó để tưởng tượng nếu làm ăn với một kẻ thâu tóm toàn bộ giới xã hội của thành phố thì chúng ta sẽ vươn xa đến đâu, phải không? Chị Phùng hà giọng, nghe có vẻ rất hấp dẫn đấy, nhưng lấy gì để tao có thể tin mày? Tiền, tôi được biết những năm gần đây chị đang gặp rất nhiều khó khăn. Có vẻ như lô hàng do Kiên Báo đảm nhiệm năm đó đã khiến cho chị gặp khủng hoảng. Đáng tiếc Kiên Báo lại chết nên số hàng ở đâu chị không thể tìm thấy, cũng không thể lôi xác Kiên Báo về để hỏi được. Uy tín của chị bị giảm mạnh sau vụ đấy. Có thể hiện nay người ta biết đến chị với tư cách là một bà trùm ma túy, nhưng vị thế tục tôn ấy đã biến đâu mất rồi. Chưa bao giờ tôi bỏ qua vấn đề hàng trắng, chỉ có nó mới kiếm ra được rất nhiều tiền. Và khi có tiền rồi thì quyền lực sẽ nằm trong tay chúng ta. Hợp tác với tôi, không những chị có tiền mà sẽ có cả địa bàn tiêu thụ rộng lớn. Với những gì mà tôi đang có, chúng ta hoàn toàn có thể nhắm được đến chuyện vươn ra khỏi biên giới Việt Nam. Và chúng ta sẽ là trùm của những ông trùm bà trùm. Đó chẳng phải là điều mà chị đang hướng đến hay sao? Kiên Báo làm cho chị được 1 thì tôi sẽ biến nó thành 10. Nhưng đó vẫn chỉ là cái bánh mà mày vẽ ra. Đừng nghĩ mọi chuyện đơn giản như thế. Bởi vậy mới có cuộc gặp mặt hôm nay. Tôi cũng không phải người thích nói chuyện suông. Nhân đây, tôi có lời mời, không biết chị Phụng có chấp nhận không? Nói đi. Một tuần nữa tôi có tổ chức một bữa tiệc ra mắt. Nếu chị Phụng cùng với hai vị ngồi đây có thể bớt chút thời gian đến dự, cũng như tận mắt kiểm chứng những điều mà tôi vừa nói, sau đó chúng ta sẽ bàn đến chuyện làm ăn thì cũng chưa muộn. Mọi người đừng lo, đây chỉ là một bữa tiệc bình thường thôi. Bữa tiệc đánh dấu ngày tôi quay trở lại từ Âm Phủ. Đảm bảo chị sẽ không thất vọng đâu. Ngoạn vừa dứt lời, Đinh Sóng lấy trong túi áo vest ra một tấm thiệp, rồi khẽ đẩy về phía chị Phụng. Người đàn bà thép lạnh lùng mở tấm thiệp ra rồi nhìn Ngoạn đáp. Có vẻ như đây sẽ là mở màn cho một cuộc hợp tác đầy hứa hẹn. Ok, tao sẽ đến. Ngoạn đứng dậy. Cảm ơn chị Phụng đã chiếu cố. Bây giờ tôi xin phép. Quay trở ra nhận lại đồ dùng cá nhân như điện thoại, ví tiền. Ngoạn và Đình Sóng rời khỏi khách sạn. Trong phòng một người đàn ông nói với chị Phụng. Sao chị lại có thể nhận lời nhanh như vậy được? Nhỡ đâu? Người đàn ông còn lại nói. Đừng nghĩ chị Phụng gặp ai cũng quyết định nhanh như thế. Tên này 5 năm trước không phải dạng có thể coi thường. Một kẻ phản chủ, nhưng không thể phủ nhận hắn là một kẻ có dã tâm. Và thường thì những kẻ có dã tâm như vậy mới làm được chuyện lớn. Chỉ có điều không thể ngờ hắn vẫn còn sống, trong khi ai cũng nghĩ hắn đã chết bành xác rồi. Chị Phùng nói, bên cạnh chuyện này, chuyện mà tôi giao cho hai người đến đâu rồi? Đã tìm được người cần tìm chưa? Dạ thưa chị, chúng tôi đã cho người đi thăm dò khắp nơi. Nhưng chị biết đấy, nếu chúng không phải là người hoạt động trong thế giới ngầm, chúng ta rất khó để mò ra tung tích. An Hải, thằng ngoắt con thì tao có thể hiểu được. Nhưng cái gã mặt đen đấy, trong ảnh hắn từng ngồi với những tay có máu mặt. Đừng nói với tao, ngay cả đến những kẻ ấy chúng mày cũng không biết. Người đàn ông lắp bắp. Dạ chúng tôi biết, nhưng... Nhưng sao? Người đàn ông kia trả lời. Nhưng tất cả những người chụp cùng hắn trong ảnh đều đã chết. Phần 76, trốn tìm. Ông chủ đã về rồi ạ? Bác Thái quản gia khẽ cúi đầu chào. Người đàn ông với dáng vẻ bề vệ bước vào nhà chính là bố của Diễm. Nhìn bác Thái, ông ta nói. Anh Thái, tôi đã bảo bao nhiêu lần rồi, không cần phải gọi tôi là ông chủ. Anh với tôi giờ giống như người thân trong gia đình. Nếu anh cứ giữ cách xưng hô như vậy, tôi thấy xa cách lắm. Con bé có ở nhà chứ? Bác Thái đáp. Thưa ông chủ, bao nhiêu năm nay đã xưng hô như vậy, giờ bắt tôi thay đổi cũng thấy khó lắm. Ông chủ nói như vậy tôi thấy rất vui, nhưng hãy cứ để tôi xưng hô như thế cho tự quen. Cô chủ biết hôm nay ông chủ về nên đã đi chợ cùng với vợ tôi. Cô chủ muốn tự tay nấu cơm cho ông. Bố Diễm khẽ lắc đầu.
Thôi tùy anh vậy. Thời gian gần đây tôi bận quá, nhiều công việc. Cũng đã hơn 2 tháng nay mới về nhà. Mọi chuyện nhờ cả vào vợ chồng anh đấy. Bác Thái rót nước rồi nói tiếp. Ông chủ đừng lo lắng quá nhiều. Công việc của ông chủ bận rộn thế nào tôi cũng hiểu mà. Gần đây cô chủ cũng đã vui vẻ hơn rất nhiều. Chỉ mong ông chủ giữ gìn sức khỏe. Bên ngoài sân có tiếng xe máy. Bác Thái đi ra mở cửa. Là Diễm đã đi chợ cùng với vợ bác Thái về. Thấy ô tô đổ trong sân, Diễm chạy vào nhà, khuôn mặt vui mừng. Diễm cười tươi rói. Bố về rồi à? Con chào bố. Bố Diễm nhìn con gái mỉm cười. Chào con gái. Nào, đông đủ rồi, mọi người lại đây. Tôi có mua quà cho mọi người đây. Diễm nhìn bố xót xa. Nhìn bố cởi đi nhiều quá. Chắc là bố không chịu ăn uống gì phải không? Bố Diễm khẽ cười. Bố không sao. Sức khỏe của bố vẫn tốt lắm. Mà bố nghe thấy bác Thái nói hình như con có bạn trai phải không? Thế khi nào thì dẫn về ra mắt? Nói trước là bố còn thay cả mẹ con để duyệt đấy nha. Diễm quay lại nhìn bác Thái ra điều trách móc. Diễm ngậm ngừng. Bố này, bọn con chỉ là bạn bình thường thôi. Bạn bình thường mà lại dám đưa cả con gái bố đi khỏi bữa tiệc sinh nhật với bao nhiêu khách khứa quan trọng được á? Con đúng là tinh nghịch quá mà. Không được gây chuyện cho hai vợ chồng bác Thái đâu đấy. Nhưng có điều, sau buổi tối ngày hôm đó, bố con mình đã có thể nói chuyện cởi mở hơn. Chắc là do anh chàng kia khuyên do. Hai vợ chồng bác Thái xin phép đi vào trong chuẩn bị cơm nước để cho hai bố con Diễm được nói chuyện tự nhiên hơn. Diễm phụng má. Bố lại bắt đầu đấy. Nhưng mà đợt này bố về có lâu không ạ? Mọi chuyện vẫn chưa giải quyết xong. Đáng lẽ bố chưa thể về nhà vào lúc này. Nhưng sắp tới bố có một số công chuyện cần làm ở đây. Thế nên bố ghé qua nhà thăm con gái vài ngày. Tiện lo liệu công việc luôn mà thể. Thế con vui vẻ như thế này là bố mừng rồi. Cho bố xin lỗi nhé. Con hiểu mà bố. Thực ra lâu nay con vẫn biết như thế. Nhưng đúng như lời bố nói. Tính con vẫn còn quá trẻ con. Con mới phải là người cần xin lỗi vì đã khiến cho bố buồn lòng. Người đàn ông với ngực da ngăm đen, chai sạn nhưng rắn giỏi, khá nhìn con rồi gật đầu. Đúng là con gái bố trưởng thành thật rồi. Còn việc thứ ba bố chưa nói, đó chính là lần này về bố còn muốn xem mặt cậu bạn trai của con như thế nào nữa. Nghe bác Thái kể về cậu ta mà bố cũng rất háo hức đấy. Bố muốn trực tiếp xem chàng thanh niên này có điểm gì đặc biệt mà lại có thể khiến con gái bố thay đổi như thế này được. Diễm ngượng đỏ chín cả mặt. Diễm đáp. Bố đừng trêu con nữa. Con đã nói với cậu ấy là chỉ là bạn. Bác Thái đúng là không giữ kín được chuyện gì cả. Bố Diễm xua tay rồi nói. Rồi rồi, bạn bình thường cũng được. Thế con sắp xếp xong khoảng 3 ngày tới mà cậu đến nhà mình ăn bữa cơm gia đình được chứ. Nếu chỉ là bạn bình thường thì điều này đơn giản mà. Hơn nữa con gái bố như thế nào, chẳng lẽ bố lại không hiểu hay sao? Quyết định vậy nhé. Giờ bố lên phòng thay đồ. Chẳng phải con gái nói sẽ nấu cho bố món gì ngon ngon hay sao? Bố đợi đấy nha. Diễm ngoài miệng thì chối, nhưng cô đâu có biết. Mỗi khi có ai nhắc đến chuyện gì liên quan đến Nam, cô đều tỏ rõ thái độ khiến cho người đối diện chẳng cần suy đoán cũng biết. Thứ tình cảm mà cô dành cho Nam không chỉ dừng lại ở mức bạn bè. Diễm suy nghĩ. Ban nãy bố nói mời cậu ta đến nhà ăn cơm là có ý gì? Cũng đã mấy ngày nay mình không liên lạc với cậu ấy. Đúng là cái đồ vô tâm. Sau khi bình phục thì chẳng còn nhớ gì nữa. Dù sao mình cũng là con gái, mình cũng phải giữ ý một chút chứ. Tôi ghét cậu quá đi mất. 3 giờ chiều cùng ngày, đứng trước cửa nhà Nam, ngôi nhà mà khoảng thời gian Nam bị thương, Diễm luôn đến để chăm sóc cho Nam một cách tận tình. Nhưng cửa nhà đã bị khóa ngoài. Diễm khá tự hỏi. Điện thoại thì không liên lạc được, cửa nhà thì khóa. Rốt cuộc thì cậu ta đã đi đâu cơ chứ? Bỗng trong nhà có tiếng chó sủa vọng ra. Là bối bối, Diễm hơi có chút thắc mắc. Nếu cậu ta đi lâu ngày thì sao lại khóa cửa ngoài thế này được? Còn con chó kia nữa mà. Nghĩ vậy, Diễm lấy trong túi xách ra một chiếc chìa khóa. Nhưng chưa dám mở ngay, Diễm phân vân. Mình làm thế này liệu có đúng không nhỉ? Đây là tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp đấy. Tiếng sủa của bối bối lại vang lên. Không nghĩ nhiều nữa, Diễm tra chìa khóa rồi mở cửa nhà.
Vừa mở ra, bối bối đã chạy ra với đuôi rồi chũi đầu vào chân Diễm để mừng. Đóng cửa lại, Diễm xoa đầu bối bối rồi nói: "Chủ của mày đâu rồi hả chó ngoan?" Tất nhiên là bối bối không thể trả lời được. Bước vào bên trong, Diễm thấy đồ đạc của Nam vẫn còn để đây. Nhưng điều mà Diễm thắc mắc là tại sao điện thoại của Nam lại không liên lạc được. Đồ đạc còn, con chó cũng còn thì không thể nào Nam chuyển đi chỗ khác được. Trong ngôi nhà chỉ có một mình. Bất giác, Diễm nổi trí tò mò. Bởi rõ ràng một người đàn ông sống ngăn nắp gọn gàng một cách khó tin thế này, thì liệu rằng bên trong hộp tủ, ngăn kéo kia, có phải sẽ là đống quần áo bẩn bị nhét hết vào trong hay không? Diễm muốn xem thử. Mặc dù tâm trí mách bảo Diễm đây là hành động sai trái. Mở tủ quần áo, đúng là Nam sống rất gọn gàng. Chỉ có điều ngoài những bộ quần áo bình thường, trên móc treo trong tủ còn có một bộ đồ màu đen, kèm mũ trùm kín mặt. Một bộ đồ khiến cho Diễm không hiểu tại sao Nam lại mặc đến đó. Càng lúc trí tò mò lại càng dâng lên cao. Khi mà Diễm thấy dưới gầm giường còn có những chiếc hộp giống như vali đang được xếp ngay ngắn. Chưa kể một vài ngăn kéo Diễm vẫn chưa mở ra. Không thể cứng lại sự tò mò sau khi nhìn thấy bộ đồ đen bí ẩn. Diễm muốn xem tiếp Nam còn có những thứ gì khác. Nhưng vừa đặt tay vào ngăn kéo tủ định kéo ra, thì Diễm giật mình bởi một giọng nói khá trầm và lạnh lùng đằng sau lưng. "Mấy cái ngăn kéo đó bị khóa rồi, không mở được đâu." Diễm hoảng hồn, cảm giác như tim sắp bắn ra ngoài, bởi tâm lý của Diễm biết mình đang làm một điều vụng trộm. Diễm quay lại thì nhận ra đó là người mà cô đã gặp vài lần trước khi đến đây. Nhưng Diễm cũng không biết tên anh ta. Đó chính là Đen. Đen không giấu Diễm sự bực tức, Đen gằn giọng: "Sao cô lại vào được đấy?" Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Nhưng thấy con chó rủ bên trong nhà lại khóa nên tôi sợ nó đói. Tôi xin lỗi." Nhìn chiếc chìa khóa để trên mặt bàn, Đen đã đoán được sự việc. Đen nói: "Tôi còn tưởng cô là trộm chứ. Cô đến đây để tìm thằng Nam phải không? Hiện nay nó đang đi công chuyện rồi. Tốt nhất là cô nên rời khỏi đây ngay đi." Ngữ điệu cùng với ánh mắt của Đen khiến cho Diễm hoảng sợ. Nhưng biết mình làm sai nên Diễm không dám nói gì thêm. Định lấy chìa khóa nhưng Đen lừa mắt: "Để đi chìa khóa nó lại." Diễm khá gật đầu. Khi cô bước ra ngoài thì bố bối cũng chạy theo. Diễm khá nhìn Đen, Đen thở dài: "Nếu con chó thích cô thì cứ để nó theo cô không phiền chứ. Con chó này Nam nó rất quý. Nếu biết con chó ở chỗ cô, chắc chắn nó sẽ đến tìm. Tôi cũng không có thời gian để đến đây chăm sóc nó thường xuyên. Nhờ cô vậy." Diễm cười rạng rỡ. Diễm xoa đầu bối bối hỏi: "Vậy em đi theo chị nhé." Bối bối vẫy đuôi, hách mõm lên cao nó sủa. Phần 77. Bà trùm giả tay. "Bác Dung, đưa cho cháu cái liềm." Bác Dung với tay lấy cái liềm ngay sau mình rồi đưa cho Nam. Bác hỏi: "Sao tối qua về mà không báo với bác một câu?" Nam vừa cắt những cây cỏ, cây gai dại mọc sát gần mộ của bà ngoại, vừa trả lời bác Dung: "Vâng, chiều qua cháu về, nhưng cháu ra mộ bố làm cỏ xong mới về nhà. Cháu xin lỗi, tự nhiên lại lôi bác ra đây dọn dẹp." "Bố nhà mày, bác cũng đang có ý định lên đây từ mấy hôm trước rồi. Được cái người nhà mình chôn đây hết nên không phải đi xa. Cứ mỗi tháng bác đều lên làm cỏ trông bà, rồi cả mồ mẹ cháu nữa. Đợt này nó mưa nên mọc nhanh thật đấy. Chưa đến một tháng mà đã mọc dài thế này rồi. Mà này, nhìn mày còn làm nhanh hơn cả mấy bà cắt cỏ thuê đấy. Chứ có làm việc này ở đâu không à?" Bác Dung nói khiến Nam nhớ lại quãng thời gian ở trong rừng. Đã có những lần Nam một mình, một dao dọn sạch cả một bãi đất hoang rậm rạp đến mức bật ra tay vừa rỉ máu. Mỗi công việc mà bốn vị sư phụ giao cho Nam không đơn giản chỉ là việc phải làm, mà đó còn là những bài tập rèn luyện sức lực, độ dẻo dai và tất nhiên là cả sức chịu đựng nữa. "Có sống qua gian khổ thì con người mới không ngại khó khăn." Bác Dung hỏi tiếp: "À mà này, thế lần đó lên thăm cái Hạnh sao rồi? Con bé sống tốt chứ? Mà mày cứ như hồn ma ấy, lúc ẩn lúc hiện. Mày khiến bác ăn không ngon, ngủ không yên. Con đi làm cái gì hay đi đâu, thỉnh thoảng cũng phải điện về cho người nhà yên tâm chứ. Đây mày cứ làm một quả mấy tháng, xong đúng cái mày về. Sáng nay bác sang nhà mở cửa ra, thấy con xe nằm hầm hố đang hoảng hồn.
nhìn thấy mày nằm trong nhà bác còn giật mình hơn. Mà đi làm kiếm được nhiều tiền lắm à? Sao không thấy mày kể gì? Xe cháu mượn của một anh làm cùng chỗ ấy mà, cũng đủ sống thôi bác ạ. Tại cháu làm xa, với lại công việc phải đi theo người ta, lâu lâu dồn phép thì mới được về. Hạnh nó vẫn khỏe bác ạ, nó ở với chú Đại với ông bà, mọi người chăm lo cho nó tốt lắm. Bác đừng trách cháu không lo cho em, nhưng gặp em rồi cháu nghĩ để em sống với mọi người trên đây sẽ tốt hơn. Con bé cũng đã quen với cuộc sống mới, hơi ích kỷ, nhưng đó là cách tốt nhất bác ạ. Bác Dung bĩu môi. Đủ sống? Thế tiền đâu mà mày đưa cho bác lắm thế? Cả mấy chục triệu. Sao không để mà phòng trừ lúc đau ốm? Ở xa lại có một mình khổ lắm con à. Bác hỏi vậy thôi, chứ nhà người ta tốt thế nào bác biết chứ. Tôi thấy cũng được, coi như con bé có phúc gặp được người tốt. Nam đáp. Bác cứ cầm lấy, cháu tự lo liệu được. Bác cầm mà trang trải công việc. Ngày rằm, ngày cúng bái bác còn giúp cháu lo cho ông bà với mẹ. Cháu không về được nhưng cháu vẫn nhớ, đừng lo cho cháu. Bác Dung dừng tay lau mồ hôi, đôi mắt bác thoáng buồn khi nhìn vào mộ của bố mẹ. Bác nói. Cũng may ông trời có mắt, ông bà phù hộ. Sau bao năm cuối cùng cháu tôi vẫn sống tốt, lại còn tự lập được. Cố gắng con ạ, trước giờ mọi người cũng có ghét bỏ gì mày đâu. Mình sống cho mình, ai nói gì kệ họ. Dù sao bác cũng mong sau này mày ổn định. Cái Hạnh nó lớn, hai anh em bao bọc lẫn nhau. Ai thì bác không biết, chứ còn bé Hạnh là nó thương anh lắm đấy. Tháng vừa rồi hai ông bà cũng đưa nó về đây thăm mọi người. Càng lớn càng xinh xắn, giống y hệt mẹ nó, lại còn ngoan ngoãn nữa. Nó đem bao nhiêu đồ chơi về cho hai đứa con nhà bác. À này, bác hỏi hơi vô duyên, nhưng bác bảo này, mày với cái Trang con nhà Hoài, Nghĩa ấy, cùng khu với nhà mình, có gì với nhau không đấy? Nam khẽ dừng tay lại, Nam hỏi. Sao bác lại hỏi thế à? À thì dù mày đi mấy năm, nhưng thỉnh thoảng con bé lại đến tìm bác để hỏi han về mày. Dù ngày cúng hay nó đi học trên Hà Nội về, nó đều sang bên nhà mình thắp hương đấy cháu ạ. Trước mấy năm mày còn đi học, hai đứa chẳng quấn quýt lấy nhau là gì. Hôm qua bác gặp nó ở đường, nó chào. Hôm nay nhớ nên bác mới hỏi. Con bé vừa đẹp người lại đẹp nét. Chỉ mỗi tội con mẹ nó tính tình khoe khoang. Có lần ra chợ, bác thấy khoe là con gái ra trường là có người xin việc trên Hà Nội luôn cho. Mà là người yêu thì phải. Bảo đâu nhà thằng này cũng giàu có, bố mẹ thuộc dạng quyền thế. Nam nhìn bác Dung mỉm cười. Thì đúng mà bác, có được người tử tế thì họ khoe đâu phải là chuyện lạ. Mà dân mình ai cũng vậy. Với lại cháu cũng gặp Trang và anh đó rồi, không phải khoe khoang đâu bác ạ. Nhà người ta có như thế thật đấy. Cháu cũng mừng cho cô ấy. Cô gái tốt như Trang, kiếm đâu mà không được người tốt hả bác? Nhưng mà bác thấy con bé vẫn quan tâm đến. Nam ngắt lời bác. Thôi bác ạ, cháu với cô trước nay chỉ là bạn, có thân thiết hơn bạn bình thường một chút. Ngày trước Trang cũng đã gặp bà ngoại, cũng có vài lần đến nhà ăn cơm rồi nói chuyện với bà. Thế nên việc Trang nhớ bà cũng là điều dễ hiểu. Không có chuyện như bác nghĩ đâu. Xong rồi, để cháu vơ hết sang bên kia rồi mình về thôi. Chắc ăn cơm xong tối nay cháu lên Hà Nội thăm em một chút rồi lại đi luôn bác ạ. Khổ. Về chẳng được nghỉ ngơi mà lại đi luôn. Đá vậy tay chân còn đang bị đau. Mày đúng là không chịu nghe ai bao giờ. Thôi đi về, để bác nấu cho mấy món ngày xưa bà ngoại hay làm cho mà ăn. Nam cười sảng khoái, gom gọn cỏ rác lại. Sau lần gặp Trang ở bữa tiệc sinh nhật của Diễm, vì cũng đã xảy ra quá nhiều chuyện nên lâu nay Nam cũng không suy nghĩ đến chuyện này nữa. Hơn nữa, Trang cũng đã có người yêu. Không chỉ vậy, anh chàng đó có đủ mọi điều kiện để lo cho Trang và xứng với Trang hơn. Nhưng quá khứ vẫn chỉ là quá khứ. Tình cảm thời học sinh giống như một cây kẹo bông ngọt ngào, nhưng vội vàng tan biến. Quả thật rất khó để quên khi bản thân vẫn nhớ được mùi vị dịu ngọt ấy. Nhưng cũng chỉ đến như vậy thôi. Cây kẹo bông để lâu không còn giữ được hình dáng ban đầu nữa. Thứ tình cảm của Nam và Trang cũng như vậy. Chiều hôm đó, sau khi ăn cơm bên nhà bác Dung xong, Nam quay trở về nhà bà ngoại. Lấy trong ví ra chiếc sim điện thoại, Nam nghĩ.
Có lẽ cũng nên mua một chiếc điện thoại khác để lúc cần còn liên lạc. Mình cũng muốn hỏi xem Huy Châu cùng ba mẹ con chị Chi hiện giờ đã đi đến đâu rồi. Nghĩ vậy, bởi vì sau một vài lần nhận thấy Đen luôn xuất hiện ở những nơi mà Nam đến, Nam đã nghi ngờ chiếc điện thoại mà Đen đưa cho Nam có cài đặt một thứ dạng như máy phát tín hiệu định vị. Chỉ có như vậy thì việc Nam đi đâu, đến chỗ nào Đen đều biết. Không thể phủ nhận, nhờ có việc này mà Đen đã cứu Nam thoát chết. Tuy nhiên, để cho người khác kiểm soát mọi hành vi của mình không phải là điều Nam muốn. Hôm qua trên đường về nhà, đi ngang qua con sông, Nam đã tháo sim rồi đáp luôn điện thoại đi. Dù sao Nam cũng chưa xác định được Đen đang làm việc cho ai và Đen liệu có ý đồ nào khác hay không. Nhưng vì sự an toàn của người thân cũng như của em gái, Nam đành phải hạn chế mọi rủi ro. Đang suy nghĩ thì Nam nghe thấy một giọng nói quen thuộc đang gọi bên ngoài cổng. Có ai ở nhà không? Là Trang. Trang đến tìm Nam. Nam khẽ lắc đầu. Chắc hẳn là do bác Dung nói. Giờ muốn trốn tránh cũng không được. Nam bước ra ngoài. Hai người im lặng nhìn nhau qua cánh cổng. Mở cổng ra, Nam hỏi. Cậu đến có việc gì vậy? Trang khá ngượng ngùng. Trang nói. Chúng mình nói chuyện một chút được chứ? Nam gật đầu, đóng cổng lại. Cả hai bước vào trong nhà. Ngôi nhà có rất nhiều kỷ niệm khi bà ngoại còn sống. Hai người đã từng rất vui vẻ mỗi khi cùng nhau học tập. Trang bện tóc cho bé Hạnh, rồi phụ bà ngoại nấu cơm. Những kỷ niệm đẹp đó giờ chỉ còn là dĩ vãng, khi mà chỉ có ngôi nhà là vẫn vậy. Còn bà ngoại đã mất, bé Hạnh cũng không ở đây. Chỉ còn lại hai người bản thân từng coi nhau là tri kỷ. Tuy nhiên dường như họ cũng đã không còn như ngày xưa nữa. Tại đại bản doanh của chị Phụng. Vào đi, chị Phụng nói. Bước vào là một tên mặc áo vest đen, đeo kính đen, đặt một vài bức cảnh lên trên bàn trước mặt chị Phụng. Hắn nói, thưa chị, người của ta theo dõi quanh khu vực nhà thằng nhóc mà tay đại cần tìm báo về. Thằng nhóc đã xuất hiện. Đây là một vài tấm ảnh chụp mới nhất của nó. Anh em đang chờ lệnh của chị. Chị Phụng khẽ cười. Giỏi lắm. Ta còn tưởng nó không bao giờ về nhà chứ. Bắt nó. Nhưng phải nhớ, theo như yêu cầu của thằng Đại, không được gây bất cứ tổn hại gì cho nó. Sau khi bắt được, giữ nó ở đấy. Vài ngày nữa chúng ta sẽ có việc cần giải quyết. Ta sẽ liên lạc với thằng Đại sau. Gá mặc đồ đen gật đầu. Vâng, em sẽ bảo anh em làm ngay. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 13 của bộ truyện Tâm lý xã hội và hành động gay cấn có tựa đề Sóng ngầm. Bộ truyện nằm trong series truyện tâm lý xã hội dài kỳ có tên Dì Ghẻ của tác giả nổi tiếng và tài năng Trường Lê. Bộ truyện của chúng ta đang đi đến những hồi rất gay cấn xoay quanh cậu bé Nam mà bây giờ đã là một thanh niên trưởng thành với nhiều những âm mưu mà chúng ta không thể lường trước được ở trong đầu của Nam đến thời điểm bây giờ. Và để theo dõi được thêm nhiều chi tiết hấp dẫn nữa sẽ được phát hành sớm nhất trên kênh YouTube Chị Dậu. Quý vị và các bạn đừng quên chúng ta bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh YouTube Chị Dậu để có thể đón nghe được tập tiếp theo sẽ được phát sóng vào khung giờ này của ngày mai. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào và xin chúc quý vị và các bạn có một đêm.